em xin trước tiên thay mặt toàn thể anh em trong công ty xin cảm ơn anh Tuyến nhé. Anh Tuyến anh ở Thái Bình, anh có đặt bên Hoàng Long chúng em một đơn hàng, đó là một chiếc van cơ DF9 Plus dòng cơ lai số này. Và hiện nay dòng này nó ra để cải tiến hơn cái dòng trước của nó, đó là TF6. Thay vào những cái cải tiến tiên tiến đó thì TF9 này nó đem lại cho ta những cái trải nghiệm âm thanh rất là sáng, rõ ràng và xử lý karaoke cũng rất tuyệt vời. Cho ta cái chất lời ca tiếng hát rất là mềm, mượt mà và bay bướm. Và cái dòng này nó tích hợp thêm một cái cổng quang nữa để cho chúng ta dễ ghép nối với các dòng TV thông minh hiện nay mà đa phần các hãng lớn họ đã dần dần lược bỏ cái đường xuất tín hiệu âm thanh qua cái đường 3.5 thay vào đó là cổng quang, thì con này nó tích hợp được. Và cơ cấu thì nó cũng rất dễ sử dụng này, hai chiếc đáp bên này là volume mic, bên này là volume music, bên này là music tone, mic tone này. X1, X2 để tự chọn ngõ vào tín hiệu âm thanh, echo và ba cổng cắm mic trước bằng 6 ly và một cổng cắm mic sau và hai cam nông cũng là mic. Bên này là tín hiệu vào này, bên này là X2 và bên này là X1 và nó có một cái cổng đây. Cổng quang đây thì nếu ta cắm cổng quang ta phải để ở cái chế độ là tín hiệu vào của X1 thì nó mới nhận tín hiệu. Left right center xúc dây nguồn nó rất đây, nó chỉ vậy, nó cũng rất là dễ sử dụng mà dễ làm quen, không có khó gì. Nó không như các cái dòng vàng số phức tạp kia, dòng này thì là nó tiện lợi. Vâng, em quay cái video này cũng là test sản phẩm cho anh và đưa lên hệ thống của chúng em. Bây giờ em sẽ dừng video để em gửi hàng đi cho anh, đóng hàng và đem ra nhà xe gửi cho anh ạ. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh. Ngày 17 tháng 3 cũng là ngày chủ nhật. Anh Quyên à? Anh ở Kiến An, Hải Phòng ạ. Anh có đặt bên chúng em một chiếc TF9 Plus mang thương hiệu VWorld đây. Em đang kiểm tra xong một chút, em đem gửi nhà xe cho anh để anh nhận hàng anh nhé. Cái dòng này thì nó được cải tiến hơn cái phiên bản tiền nhiệm của nó là TF6. Cái dòng này nó được tích hợp thêm nhiều cái tính năng, như đặc biệt để chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất là về chất lượng âm thanh cũng như là chống hú và karaoke mượt mà. Và nó thêm được cái cổng kết nối, đó là cổng quang, thêm một cái cổng quang kết nối đằng sau để nó tương thích với những cái dòng TV thông minh hiện nay mà các hãng sản xuất TV họ đã dần dần lược bỏ đi cái jack 3.5 thì thay vào đó là cái cổng quang. Cái điều này thì điều này là rất là phù hợp và tối ưu tốt, vì đa phần những cái dòng cơ băng cơ lai số hiện nay là vẫn còn đang thiếu sót điều đó, ngay cả những cái con mới hiện nay như dòng này thì đã làm được cái điều đó và hãng VWorld họ đã đi đầu. Và để cho anh thẩm định được cái chất lượng thì em đã ghép sẵn mấy bộ mic của em và em thử một đoạn karaoke. Cái cách ghép nối thì nó cũng phổ thông như các dòng này khác. Đấy, nó cũng có đường xuất xúc out, có đường left lang, có đường center và có cổng cắm mic đằng sau. Chút nữa em sẽ chỉ và hiện tại em chỉ luôn nhé. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, tất cả các hiệu ứng nhá, em chưa tinh chỉnh gì đâu, em chưa tinh chỉnh một cái gì hết. Đây, đằng sau nó đây có dây nguồn, công tắc và tắt nguồn, các núm chỉnh như là cắt cốt này và to nhỏ của đường xúc out, và bên này là đường center đấy là đường hỗ trợ loa L. Đây, tinh chỉnh nhỏ và có cái
thường này, nếu mà mình muốn cho mic ra và không cho mic ra, mình có cái nút tự ngắt ở đây. Left right. Đưa tín hiệu xuống âm ly này đây. Đường vào đây. Đường vào thì nó có đánh dấu X1 và X2. Nếu như hiện tại em đang cắm X1 thì em phải nhả cho cái đèn ở X1 nó sáng. Nếu em cắm X2 em ấn nó vào. Và các bác lưu ý nha, nếu các bác mua cái dòng này về có cái cổng quang đây, cổng quang ngay bên trên cái đường cắm mic sau đây, thì các bác lấy tín hiệu từ trên TV xuống, các bác phải để ở cái chế độ mặc định của nó là AUX1. Đây, nếu cắm cổng quang thì các bác cứ để cái đường X1 nó sáng thì nó mới có tín hiệu vào. Một cổng cắm mic đằng sau bằng chấu 6 ly này và chấu cam nông này. Hai chấu cam nông và đằng trước nó sẽ có 3 chấu cắm 6 ly nữa. Tổng con này nó sẽ có 2 đường cam nông cộng với 4 đường 6 ly và 6 đường cắm mic. Kinh khủng khiếp. Mic tông này. À, music tông này, mic tông này. Echo này. À, delay repeat bass min chat. À, bên này là echo lever này. X1, X2, bass trung chép, bass trung chép, ba lăng. Lịch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anh Hà Lăng ạ, anh ở Thái Nguyên. TS9 Plus đơn của anh đặt bên em, đó là một dòng vang cơ lai số này, được cải tiến và biến tấu đi rất là nhiều, đem ra cái chất âm cực kỳ chân thực. Dòng này thì nó là cái phiên bản cải tiến của TS6, đó là đàn anh của phiên bản tiền nhiệm trước TS9 Plus đây. Thiết kế thì phổ thông như vậy, có chiếc áp để tinh chỉnh mic và nhạc, music tone, mic tone và echo. Ba cổng cắm mic trước và một cổng cắm mic sau, và nó sẽ có thêm hai, đây em đang nói cái cải tiến, nó sẽ có thêm hai cổng cắm mic bằng đường cam nông, và bên trên cái đường mic 6 ly này nó sẽ có một cái đường cổng quang. Đường cổng quang này là đường đang thịnh hành và được tối ưu rất là tốt khi nó đưa file nhạc từ trên TV xuống, hoặc là những cái TV thông minh bây giờ nhiều hãng sản xuất người ta đã lược bỏ cái loại jack 3.5 như thế này thì thay vào đó đường cam nông. Những cái dòng vang cơ phổ thông thông thường hiện nay chưa có nhá, hiện nay chỉ có những cái dòng được cải tiến, những cái hãng đi đầu. Còn không nói đến vang số thì nó có từ lâu rồi, nhưng mà sử dụng trong gia đình thì các bác không nên dùng vang số. Em khuyên chân tình, không phải em không bán, em khuyên em bán rất là nhiều. Trước em bán vô cùng nhiều vang số, bây giờ hiện tại toàn bác khách hàng cũ với em đến đổi từ vang số lấy vang cơ. Mà giá bên nhà em 3.000 vang số bãi. Nó có tín hiệu vào này, dùng điện 220, đường xuất xúc out và có tinh chỉnh cắt tần số và to nhỏ đây, đường center này, left right tín hiệu vàng đây, phổ thông đơn giản như vậy. Ở đây test nhạc em test. Cái tinh chỉnh thì rất đơn giản đây, và cái đường x1 x2 các bác lưu ý cho em nhé, nếu các bác mà cắm đường cổng quang các bác phải chuyển sang cái đường bên x1 này có tín hiệu này. Còn nếu cắm cổng X2 thì các bác để chế độ này, tự lựa chọn tín hiệu đường vào. Bây giờ em sẽ dừng video đóng hàng gửi cho anh Lăng nhé. Vâng, em xin chào anh, tạm biệt anh ạ.